chào quý vị, các anh chị và các bạn. Đây là một cái giao lộ, cái ngã ba ở Bạc Liêu, mà phía bên phải là đi Cần Thơ, phía bên trái là đi về Cà Mau, theo hướng về Cà Mau. Còn vào Bạc Liêu thì cái đoạn giữa là vô Trần Phú hoặc là vô đường Tôn Đức Thắng nha các bạn. Đây chính là cái cửa ngõ xưa, cửa ngõ cũ của thành phố Bạc Liêu. Vì theo quốc lộ 1A từ Cần Thơ, Sóc Trăng đi Cà Mau thì phương tiện phải đi qua cái ngã ba này. Thì bây giờ thì thành phố phát triển, quy hoạch nới rộng, cho nên là cái phần đường tránh đã dời đi lên cách này 2 cây số ở trên ngã năm, và được gọi là ngã năm Tượng Đài, ngã năm Tượng Đài Chiến Thắng đó các bạn. Trên đó thì là cửa ngõ mới của thành phố Bạc Liêu, một cái ngã năm Tượng Đài Chiến Thắng rất là hoành tráng, rất là quy mô và cũng rất là đẹp nha các bạn. Còn cái phần này nó trở thành cái phần nội ô của thành phố Bạc Liêu. Đây là một cái ngã ba và là cái cửa ngõ cũ của thành phố Bạc Liêu nha các bạn. Khi mà chúng ta đi từ Cần Thơ, Sóc Trăng đi Cà Mau á, thì hồi xưa là phải đi qua cái ngã ba này. Phía bên trái là hướng xe từ Cà Mau lên, và hướng bên phải là đi Cần Thơ đó các bạn, đi Sóc Trăng luôn á. Mình đang đứng phía đường Tôn Đức Thắng nè các bạn, và quay qua cái ngã ba này. Đây có một số cái cửa hàng thuốc, cửa hàng mắt kính trên đường Tôn Đức Thắng. Đây đó, khu vực của ngã ba đó các bạn. Phía bên phải như nãy mình nói đi Cần Thơ đó các bạn, còn phía bên trái là Cà Mau lên đó các bạn. Cái này là cái cửa ngõ xưa của thành phố Bạc Liêu. Bây giờ là do đô thị phát triển cho nên là cái vị trí này mở rộng là đưa lên cái ngã năm, trên đó đường tránh đi Cà Mau luôn. Trên đó là cái ngã năm Tượng Đài, quy mô cũng rất là hoành tráng, rất là đẹp. Còn đây là ngã ba cũ nha các bạn, thuộc bây giờ nó thuộc lại là cái trong nội ô của thành phố Bạc Liêu. Lưu lượng xe thì các bạn thấy rất là nhiều, nhất là xe gắn máy ha. Rồi ô tô, bây giờ phát triển ô tô cũng khá nhiều. Có một cái trụ coi như là giống như là một cái trụ thông tin đó, ba mặt. Một mặt thì hướng Bạc Liêu, một mặt ở Cần Thơ, còn một mặt ở Cà Mau. Xe tải đang chạy lên đó các bạn. Rồi xong tới đèn xanh thì xe hướng Cà Mau đi qua, có xe đi Cần Thơ, có xe thì đi thẳng là vô đường Tôn Thắng, vô thành phố Bạc Liêu luôn. Khu vực này thành phố Bạc Liêu, phía bên trái là đường Trần Phú nha các bạn, đi ra đó các bạn. Xe đang hướng Cà Mau đang đi vô hẳn lên trên đường Tôn Thắng đó. Phía bên phải đây là hướng đi Cần Thơ đó các bạn. Còn mình đang đứng trên phía đường Tôn Thắng, mình quay qua. Ô tô cũng nhiều, xe hai bánh. Đây là đầu đường Tôn Đức Thắng nè các bạn. Phía bên kia là đường đi Cần Thơ, đó là đường Trần Phú nối dài các bạn, đi thẳng lên luôn tới ngã năm rồi đi Cần Thơ luôn, đi Sóc Trăng luôn. Phía bên chiếc xe 7 chỗ này đi qua phía bên trái đây là chính là Cà Mau lên đó các bạn, có cả xe tải luôn. Mình đang zoom lại cái biển ghi thành phố Bạc Liêu quyết tâm xây dựng đô thị loại 1 theo hướng văn minh, từng bước hiện đại. Xa xa phía kia là cái nhà khoa Sài Gòn Tâm Đức, một bên làm cũng rất là đẹp nha các bạn, cái dạng tam giác. Phía bên này và còn phía bên kia nữa, phía bên kia là đường từ Cần Thơ, Sóc Trăng đi Cà Mau.
nhắc lại qua phía bên trái này là của bên phía Trần Phú, Trần Phú đường này đi Cần Thơ đường nối dài luôn. Đó, xe cộ giao lộ rất là nhiều. Và đây cũng là không ảnh nữa nè các bạn, của ngã ba Flycam đang ở cái góc đường bên phía Tôn Đức Thắng quay qua nha các bạn. Và phía bên phải vẫn là cái hướng đang xoay thấy là đi lên Cần Thơ đó các bạn. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ thấy một đường nữa phía bên phải đó, đó chính là đường Võ Văn Kiệt. Và cái đường này sẽ nằm trên cái bùng binh và cái giao lộ của đường Tôn Đức Thắng đó các bạn. Đó, giao lộ đó, cái bùng binh, một trong những bùng binh cũng tương đối lớn là ở Bạc Liêu đó các bạn. Và ở đây thì Playcam đã zoom out á của cái đường Tôn Đức Thắng. Phía bên trái thì nó là giáp mí với lại cái ngã ba đó các bạn, giáp mí ngã ba luôn đó các bạn. Đó, thấy chưa, đã thấy được ngã ba rồi đó. Và Playcam đang zoom out. Và tiếp tục là Playcam quét lên là thấy rõ cái đường Trần Phú nó dài lên cho tới ngã năm tượng đài chiến thắng đó các bạn. Nãy mình nói đó, ngã năm rất là đẹp. Và đường Võ Văn Kiệt cũng giao đó để Cần Thơ luôn. Và quay lại ở đây thì quay lại trở lại ngã ba để cho chúng ta quan sát cho nó rõ ở trên cao. Thì rõ ràng đối với không ảnh thì bao giờ nó cũng giống như nó không hạn chế, giống như mình quay nãy dưới đất vậy các bạn. Bây giờ là ở trên cao không ạ, lại cam quay xuống cho nên là nó ít hạn chế, mọi thứ là gần như mình thấy khá rõ. Một đường phía bên trái là đi về Cà Mau ha, mình khoanh rõ một cái khoanh để thấy cái rõ cái ngã ba. Rồi phía bên phải á thì lại đi về Cần Thơ, còn cái góc ở giữa thì vô Bạc Liêu. Rồi bây giờ thì mình quay một đoạn ngắn về ban đêm đó các bạn. Ở đây có một quán cà phê, đây trên đường cũng là đường Tôn Đức Thắng á, cách ngã ba ở ngoài vô chừng khoảng độ 100 thước rồi các bạn, 150 thước, giống hơn đâu, cũng gần. Mình đang chơi mau các bạn. Đó, đây là đường Tôn Đức Thắng ban đêm đó các bạn. Mình đang rê ngang ra ngã ba trở lại đó các bạn. Đó, ngã ba đó. Ở ngã ba thì đường từ Sóc Trăng Cần Thơ đi Cà Mau đó hồi xưa đó là quốc lộ 1A. Nhưng mà bây giờ thì quốc lộ 1A dời lên đường tránh rồi các bạn. Như vậy ở đó có đường 23 tháng 8 từ phía Cà Mau lên, rồi đường Trần Phú nó dài. Phía bên này là đường Tôn Đức Thắng nè các bạn, mình đang quay lại. Đó, đường Tôn Đức Thắng nè. Buổi tối đèn rất là sáng các bạn thấy không? Ban đêm sáng rất là rực rỡ, sáng rõ luôn á. Phía cái bùng binh của mà đường Hùng Vương. Rồi cũng lại khung ảnh nữa nha các bạn, không ảnh lại để cho các bạn thấy. Hồi nãy là mình rê bên phải, nhưng mà bây giờ thì mình rê qua phía bên trái. Lại cảm đang rê bên trái để các bạn thấy cái gì. Thấy cái đường xuống Trà Kha, thấy cái đường xuống Cầu Sập đó các bạn, bên trái đó. Con đường đó là đi về Cà Mau đó các bạn. Đó, các bạn thấy được chưa. Cái nãy là rê bên phải để thấy đường Cần Thơ, bây giờ rê bên trái để thấy đường Cà Mau. Dân cư thì đông đúc, ở trên cao nhìn xuống là thấy coi như là nhà rất là nhiều, dưới đất thì phương tiện di chuyển, đó, xe
cộ di chuyển rất là nhộn nhịp luôn. Đó. Ở đây thì thể hiện cả một phần của ngã ba lẫn là cái giao lộ nằm giữa đường Tôn Đức Thắng cũng như là Tôn Đức Thắng cũng như là của Trần Phú đó các bạn. Lại cam ở trên đang đang quay xuống. Đó, cái khung ảnh này nhìn thấy rất là đẹp. Rồi, Lycam đang quét cái camera chủ yếu là về đường Tôn Đức Thắng này các bạn. Chỉ là đường Trần Phú dẫn qua cái Bùng Binh là nói là đường Tôn Đức Thắng này nè các bạn. Đó. Đường Tôn Thắng cũng rất là lớn đó nha các bạn. Đó, giờ quay lại ngã ba đó các bạn. Mình cho Lycam nó quay lại ngã ba. Chủ yếu quay chỗ ngã ba cho các anh chị thấy thôi. Quay mấy cái phần gần gần. Nhưng mà không ảnh thì bao giờ cũng cũng mình nhìn nó dễ hình dung hơn. Hơn là đứng đất quay nói nhiều khi là anh chị em nó khó hình dung hơn. Thấy rất rõ ha các bạn. Hai đường thì vào thành phố Bạc Liêu, bên trái thì đi Cà Mau, bên phải thì đi Cần Thơ. Còn hai đường vô Bạc Liêu là Trần Phú với lại đường Tôn Thắng đó, các bạn thấy không? Cái góc giữa. Đó. Bây giờ Lycam cũng mình cho từ từ nó hạ xuống chút nha các bạn. Rồi, mình đang quay lại ngã ba nha các bạn. Và đây là đường Tôn Đức Thắng. Mình đang quay hồi tối cũng cái quán cà phê này, bây giờ mình đi ban ngày nữa các bạn. Rồi qua phía hết kia luôn, như hồi tối anh quay đó, giáp với trong đó là một cái Bùng Binh lớn, rất là lớn, và cái giao lộ ở Hùng Vương ra giao với đường Tôn Đức Thắng. Quay lại mình đang bán, sẽ zoom cái quán cà phê đang zoom in đó nha các bạn. Mình sẽ tiến hành zoom out luôn. Rồi mình sẽ ban sang trái dài các cái dãy phố trên đường Tôn Đức Thắng. Rồi đó các bạn thấy cái ngã ba chưa, đó cái ngã ba đó. Rồi tiếp tục không ảnh của cái ngã ba luôn nha các bạn, để chúng ta quan sát. Bây giờ Lycam á, mình đang điều hành cho Lycam là nó sẽ ban ngang đi theo cái cung đường của từ Cà Mau đi Cần Thơ đó các bạn, thấy không? Đó, thành ra là đi theo cái dọc đường đó. Tất nhiên là bây giờ cái cửa ngõ này là xem như cửa ngõ xưa, cửa ngõ cũ rồi. Bây giờ thì thành phố dời lên ngã năm Tượng Đài Chiến Thắng thì tôi thấy rất rộng, rất đẹp và rất là hoành tráng. Mình cũng có quay quay cái ngã năm đó. Có gì thì mình sẽ đưa vô cái đường link ở phần mô tả, các bạn coi cái trên ngã năm Tượng Đài Chiến Thắng.
Đó, bây giờ mình banh trở lại ngược lại nha các bạn. Nãy banh theo hướng Cần Thơ, giờ banh theo hướng Cà Mau. Có chiếc xe tải đang chạy á, xinh xanh. Xe ở Cần Thơ đi Cà Mau á, nếu mà còn đây thì đi theo Vàm Cung phía bên kia, còn còn nếu từ Cà Mau lên Trà Kha đi ngược lại thì phải vô giáp cái đường Trần Phú, rồi mới đầu là ngay đèn xanh đèn đỏ này mới đi đi lên Cần Thơ nha các bạn. Mình đang cho Flycam bay tới các bạn. Bay tới giáp mí như cái cung đường mà hồi xưa là của Cần Thơ về các bạn. Đó, giáp mí đó. Đó, hồi xưa chưa lúc mà chưa rời là Cần Thơ đi đường đó đi về Cà Mau đó. Rồi, bây giờ đi Flycam lùi lại tới ngã ba bên này nha các bạn. Khá rõ ha, trên không khá rõ, quay ít có bị hạn chế. Còn nếu mình để máy quay bình thường á, như quay để dưới quay á, nhiều khi là anh em hình dung không 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 được nhanh. Ngay cả mình cũng vậy thôi. Rồi chúng ta coi tất cả các cái hình ảnh xung quanh, bên trái, bên phải, rồi cái của cái ngã ba có thành phố Bạc Liêu. Ngõ ba cũ các bạn, cái cửa ngõ cũ chứ không, cửa ngõ xưa. Flycam đang ở một chỗ cho nên chủ yếu là sẽ nhìn thấy hình ảnh phương tiện, chủ yếu là xe cộ dưới đó chạy khá nhiều á các bạn. Cả Flycam cũng như là máy quay đều ở gần như một vị trí nha các bạn, tức là cụm điểm đó con đều là ở dưới đất và cái nữa ở trên 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 không thôi đó, thì xoay cũng giống nhau luôn, cũng xây từ Bùng Binh đến ngã ba mà qua Bùng Binh phía đường Hùng Vương thôi, đường Võ Văn Kiệt đó, rồi xây lại thôi chứ không 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 có gì khác. Mà trên không thì mình thấy rất là rõ, các bạn thấy không, trên không là nhìn thấy cái đường đi Cần Thơ, rồi nhìn thấy đường Võ Văn Kiệt lên lên cái giao lộ của ngã năm luôn đó. Mình quay video này để giống như là hồi tưởng hay nhớ lại cái ngã ba này thôi, để cho mọi người xem. Xin cảm ơn quý vị, các anh chị và các bạn đã theo dõi video. Quý vị, các anh chị vui lòng nhấn đăng ký, nhấn like, nhấn hình chuông để mà khi mình up cái phim mới thì YouTube sẽ báo cho các anh chị xem. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin tạm biệt. Bye bye.